Hôm nay mình nấu chè đậu xanh các bạn ơi. Mình để lửa riu riu đó. Chè nó cũng nhừ rồi. Ở trong này mình cũng đã cho có cho đường rồi các bạn. Rồi cũng có cho một xí xi muối vô rồi ha. Cho nó ngọt đậm đà đó, với lại mình dằn muối vô cái chè của mình có để lâu hay qua ngày mai gì đó nó cũng sẽ không có bị chua nha các bạn. Còn ngoài ra thì ở đây mình cũng có một ít nho khô. Nho khô với cái này là người ta gọi là phổ tai á, nhưng mà nó cũng là rong biển cũng được, mà gọi là phổ tai cũng được, hay có người gọi là tảo biển đó. Thì bây giờ mình sẽ cho vào đây. Mình sẽ cho cái nho khô với tảo biển đều vô đây. Có một tay à, một tay cầm máy. Mình nấu cái đậu xanh cho nó nở búp búp á, mình ngâm đậu xanh trước vài giờ đồng hồ mình nó nấu nha các bạn. Có vậy thì mình nấu nó được dễ, mà nó cũng không có hao ga mình nữa, mà mình dễ nấu hơn. Nó có là hai loại, cái đậu xanh hạt với đậu xanh cà. Mà mình mua cái đậu xanh này là cái đậu xanh nguyên hộp á các bạn. Nấu ăn nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn cái loại mà người ta cà ra. Cà ra là nó bỏ cái vỏ rồi đó, thì nó phải qua sơ chế nha, nó không có còn nguyên chất bằng cái này ha. Thì mình nấu nó nhừ cái đậu xanh chút rồi đó, mình đã bỏ cái rong biển đi vô. Cái này bỏ vô chừng ít phút mình tắt lửa được rồi nha các bạn. Cái chè đậu xanh này với lại cái khổ tay này đó các bạn, ăn nó mát lắm các bạn ơi. Nó mát, nó giống như trong người mình nóng bức hay gì đó. Mình uống rất là mát luôn. Chè đậu xanh đường cát với lại khổ tay. Rồi video chia sẻ hôm nay nhà mình ăn cái món chè đậu xanh đó các bạn. Thì chia sẻ các bạn xem cho vui nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video sau.